Mở đầu vở kịch là những đứa trẻ thành phố vô tư hồn nhiên vui đùa mà không phải lo đến chuyện cơm áo, gạo tiền. Đối lập là những đứa trẻ ở quê ra thành phố với những lo toan, bươn chải cho chính cuộc sống của mình cũng như của cả gia đình. Đó là câu chuyện về một cậu bé đánh giày hay một cô bé nông thôn phải bỏ dở việc học hành lên thành phố làm người giúp việc và mang theo những ước mơ còn trẻ. Cũng từ đây, những mâu thuẫn, bi kịch nảy sinh. Đi một mẹ không lo chết đói đâu mà mẹ. Ngày nay, có rất nhiều trẻ em tham gia làm thuê giúp việc gia đình khi chưa đến độ tuổi lao động tối thiểu. Do bản chất của công việc này thường diễn ra trong một không gian khép kín, nên trẻ em làm thuê giúp việc gia đình có nguy cơ cao trở thành nạn nhân bị phân biệt đối xử, bóc lột và lạm dụng. Thông qua tiếng nói nghệ thuật, thông điệp xã hội đầy ý nghĩa này lại càng có sức tác động sâu sắc và lan tỏa. Để khi mà mọi người thẩm thấu được qua cái vở kịch, một đời sống rất là thực, về trong cùng từ nghệ thuật cho đến đời sống thực, và từ những con người dựa trên cơ sở nghệ thuật họ sẽ nhìn ra cái vấn đề và cái văn hóa ứng xử với trẻ em. Với cái góc độ là một cái tác phẩm nghệ thuật thì nó tác động trong cái tâm tư tình cảm của khán giả, và đặc biệt là theo tôi nghĩ nó truyền tải một cách ngọt ngào hơn những cái thông điệp mà các cái tổ chức lao động quốc tế muốn đề cập đến, là hãy phòng chống cái nạn mà lạm dụng lao động trẻ em giúp việc ở thành phố. Vở kịch Mẹ ơi con sắp lớn đã góp tiếng nói thức tỉnh xã hội và bản thân mỗi chúng ta về cách ứng xử đối với những trẻ em đang phải lao động ở khắp nơi với nhiều lý do khác nhau. Các em cần được yêu thương, chia sẻ và dìu dắt như chính lứa tuổi của mình. Chứ không phải đi làm ô xin như chúng mình.